Chiều ngày 17 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án với bị cáo Trần Phương Bình, sinh năm 1959, cựu tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DAB), Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần M&C và 6 đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng sau 3 ngày xét xử. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù, tổng hợp hình phạt với các bản án trước đó. Bị cáo Trần Phương Bình phải chấp hành mức án tù chung thân, đồng thời buộc bị cáo này hoàn trả số tiền hơn 51 tỷ đồng, khấu trừ vào số tiền bị cáo Phùng Ngọc Khánh phải bồi thường cho DAB. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2013, ông Trần Phương Bình bàn bạc thống nhất với Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB. Chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Đức Tài và các cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm công ty M&C vay 1.680 tỷ đồng, bảo lãnh thanh toán lô trái phiếu với Ngân hàng An Bình vì đến thời hạn mà công ty M&C không trả được nợ cho Ngân hàng An Bình. DAB phải cho công ty M&C vay 2 khoản, tổng số hơn 146 tỷ đồng để Phùng Ngọc Khánh sử dụng trả gốc lãi của lô trái phiếu trên. Cơ quan công tố xác định Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền hơn 5.500 tỷ đồng do hành vi phạm tội của mình và đồng phạm gây ra. Ngày 17 tháng 3, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Phan Thị Thanh Nhã, 39 tuổi, ngụ xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, để điều tra hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo hồ sơ vụ việc, cuối năm 2019, Nhã tham gia tổ chức phản động lưu vong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Sau đó sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải chia sẻ 25 bài viết, video có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và kêu gọi người dân tham gia tổ chức phản động này. Tháng 4 năm 2022, Công an thị xã Cai Lậy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nhã về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Nhã không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Tiến hành khám xét nơi ở của bà Nhã, cơ quan chức năng thu giữ nhiều điện thoại, tài liệu liên quan hành vi vi phạm của bà Nhã và liên quan tổ chức phản động. Ngày 17 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá một đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề với tổng số tiền lên tới khoảng 60 tỷ đồng. Trước đó vào tháng 12 năm 2022, lực lượng công an qua theo dõi đã phát hiện Phạm Thị Thanh, sinh năm 1973, trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, cấu kết với một số đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam. Sau thời gian điều tra, tối ngày 16 tháng 3, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Thị Thanh và đồng bọn đang thực hiện hành vi phạm tội. Tang vật thu giữ gồm 44 triệu tiền mặt, 13 điện thoại và 4 máy tính cùng nhiều giấy tờ tài liệu liên quan. Các đối tượng sau đó khai nhận, từ tháng 6 năm 2022, mỗi ngày các nghi phạm đã thu nhận chuyển tịch đề từ đại lý khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam thông qua tin nhắn điện thoại, các trang mạng xã hội với số tiền đánh bạc từ 200 triệu đến 500 triệu đồng. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc trong đường dây này lên tới khoảng gần 60 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 17 tháng 3, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã kết thúc phiên tòa xử phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng mua bán điện giữa nguyên đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Thanh Danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Năng lượng Xanh Vạn Phát, cùng do bà Nguyễn Thị Mộng Huyền làm giám đốc, và bị đơn là Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Công ty Điện lực Gia Lai, gọi tắt là BC Gia Lai. Theo đó, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh cho rằng, Tòa án cấp sơ thẩm xác định không đúng tư cách tố tụng của BC Gia Lai, thụ lý vụ án, ra bản án giải quyết tranh chấp không đúng thẩm quyền, từ đó tuyên hủy bản án sơ thẩm mà Tòa án Nhân dân thành phố Pleiku đã tuyên, đồng thời chuyển hồ sơ giải quyết lại vụ án theo trình tự sơ thẩm. Sau phiên tòa trả lời phóng viên, bà Nguyễn Thị Mộng Huyền cho biết nhận định của Tòa án cấp phúc thẩm có một số điểm nhầm lẫn, nên doanh nghiệp sẽ kháng nghị lên giám đốc thẩm. Trước đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phản ánh, Công ty Thanh Danh và Công ty Vạn Phát ký hợp đồng mua bán điện hệ thống mặt trời mái nhà với BC Gia Lai. Tháng 3 năm 2021, BC Gia Lai tạm ngưng thanh toán cho hai đơn vị này. Nhà đầu tư khiếu nại và được BC Gia Lai trả lời là hệ thống điện mái nhà của hai đơn vị trên đã nâng công suất trong hợp đồng mua bán điện, tương ứng với 953 tấm pin lắp dư đã vi phạm. Tòa án Nhân dân thành phố Pleiku mở phiên xét xử sơ thẩm nhận định, bị đơn cho rằng nguyên đơn lắp thêm pin vào hai hệ thống điện làm tăng sản lượng điện để thanh toán tiền bán điện là không phù hợp với quy định của pháp luật, đã loại bỏ quyền lợi chính đáng của nguyên đơn nên không có hiệu lực. Kết quả thẩm định xác định số lượng tấm pin của hai hệ thống điện trùng với số lượng tấm pin được BC Gia Lai tổ chức kiểm đếm trước đó, nên buộc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và BC Gia Lai phải liên đới thanh toán cho hai đơn vị này tổng số tiền 11,6 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết 8 ngư dân trên một tàu cá của huyện đảo Phú Quý gặp nạn trong vụ chìm tàu đã được cứu vớt an toàn. Trước đó khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3, tàu cá gồm 8 lao động có ông Nguyễn Thành Sinh, sinh năm 1982, ngụ xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, làm chủ thuyền kiêm thuyền trưởng. Khi tàu đang hoạt động cách đảo Phú Quý khoảng 30 hải lý về hướng Tây Nam thì tàu cá bị phá nước chìm. Ngay sau đó, 8 lao động đã nhảy ra khỏi tàu cá để thoát thân. Phát hiện sự việc, một số tàu cá đang hoạt động gần đó đã cứu vớt tất cả 8 thuyền viên an toàn. Trong những ngày qua, do ảnh hưởng thời tiết sóng to gió lớn, trên vùng biển huyện đảo Phú Quý liên tục xảy ra các vụ chìm tàu làm 4 người mất tích. Điều 19 dự thảo luật nhà ở quy định tổ chức cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ gắn với quyền sử dụng đất. Cá nhân người nước ngoài có các quyền của chủ sở hữu nhà ở cơ bản như công dân Việt Nam, trừ một số điều kiện về số lượng nhà, căn hộ, khu vực được phép sở hữu và thời hạn sở hữu. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai hiện hành, Điều 5 của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, thì người sử dụng đất được nhà nước giao đất cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất không bao gồm cá nhân là người nước ngoài. Nghị quyết số 18 NQ/TW cũng không xác định quyền sử dụng đất gắn liền với quyền sở hữu nhà ở của cá nhân nước ngoài. Nhận thức đây là vấn đề nhạy cảm, hệ trọng, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình làm rõ nội dung này, cung cấp thông tin về quá trình thực thi chính sách này trên thực tế, những kết quả đạt được cũng như những điểm vướng mắc và đề xuất phương án chỉnh lý để bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với chủ trương của Đảng, thống nhất về chính sách đất đai nhà ở đối với tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Ngày 17 tháng 3, tiến sĩ bác sĩ Tạ Thị Thanh Thủy, trưởng khoa phụ sản kiêm giám đốc y khoa Bệnh viện Quốc tế CD, cho biết vừa mổ cấp cứu cho bệnh nhân nữ 53 tuổi ngụ Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh có khối u lớn nặng hơn 11 kg chèn ép khoang bụng. Qua thăm khám, tiến sĩ bác sĩ Tạ Thị Thanh Thủy xác định khối u xơ của bệnh nhân thuộc về tử cung, chiếm hết khoang ổ bụng, lành tính và thuyết phục người bệnh phẫu thuật. Sau 7 ngày phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân ổn định. Tiến sĩ bác sĩ Tạ Thị Thanh Thủy khuyến cáo, chị em khi thấy cơ thể mình có gì bất thường hoặc thấy bụng to lên một cách khác thường thì nên đi khám. Ở phụ nữ, những khối u bụng trứng, tử cung không chừa một ai. Dù cho đó là tuổi dậy thì hay tuổi mãn kinh, thì các khối u đều có thể hiện diện và gây nguy hiểm nếu không chữa trị kịp thời.